Của em là tai nghe. Tai nghe Bluetooth. Giống như phút thứ bao nhiêu cầu thủ ABC. Đó là như chạy cái chai nước này của mình. Đấy, giờ tức là lên phát là gần như mình đã bảo mà giỏi đấy, có kịch bản. Mà nó biết nó nhạc nữa, tức là nó nhớ chưa. Kịch bản đưa sẵn rồi chỉ giống như kiểu cái này nó lên biển mà nó sao nó tốt, nó bao nhiêu kia gì. Nó mất pin, nó còn khói. Là nó bao nhiêu pin. Ủa này, cái này gì ta. Cái đó là wifi thôi. Cái đó là wifi. Cái driver cục bắt wifi thay rồi, chỉ là anh đúng. Điện thoại nghe được nè. Cái gì cho được vàng bạc gì cho. Em thì trước đây em làm mấy cái iPod đó cũng được nữa. Dạ. Nó cũng nói vô luôn. 3 tháng nay rồi. Xe máy. Em làm có một cái kênh em hợp tác với cả bên báo chuyên về quảng cáo về review xe. Xe ai à? Thời gian đầu thì em sạc tiền cho cái này. Thời gian đầu thì em tự làm, thời gian đầu là em build cái kênh đó xong rồi. Bây giờ thì là thuê một cái bạn bên trước bạn học nó lâu nó sẽ hết tiền. Từ cái này nó xài bằng năng lượng biết không? Cái này cắm tiền vô xài. Giờ em chỉ giống như em chỉ. Nhưng mà sao ghi cái bàn là không được nhỉ? Làm từ nhiều người subscribe nhất hả? Đầu chim đầu đàn. Còn về vlog Sài Gòn thì em cũng thực ra hiện nay em đang cái này phải vô trong setting ở trong máy tính vô Bluetooth nó sẽ tự động nó detect cái này. Cái em định khi nào 100.000 sub thì em sẽ công khai. Nhưng mà ví dụ như bây giờ lúc em bắt đầu khởi nghiệp thì lúc đấy anh Lâm như là một cây đa rồi. Đó. Bây giờ đã heo. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là em thấy như là nhiều nhất luôn à. Đúng không? Đây, tức như là hoa nhiều nhất. Em đây, em đi, em bét nhất đây. Chào tôi như cái Samsung của anh cũng mới vô luôn. Dạ. Rồi, em cảm ơn. Em nhấn chùm cho nhanh vậy. Đi xa rồi. Bộ bữa nay Tuấn Dương được nhiều quà quá rồi. Bộ Tuấn Dương nhiều quà quá rồi. Bây giờ đó, cái này sao giải mình cho mình nhiều nhất mà mình giấu người ta. Không, không biết đâu. Hỏi sao biết sao không? Phải công bố con số. Chứ giờ vô chứ sao biết. Chết rồi. Cái này thì con số thì lúc trước khi em đi thì là nó khoảng 29.000 mấy trăm. 29.200 hay 300 gì đấy. Chắc bây giờ khoảng 300. 29.300. Sắp gần 300. Thì hơn mình có 2.000. Hơn bây giờ khoảng 2.000. Nó giấu nào thực ra thì bởi vì thấy mình làm mình nhỏ bé quá nên là mình phải gọi là âm thầm để làm. Đó. Qua về nha. Bắt đầu đêm nay về là mình cũng tập luôn. Cái đời còn một tên. Kêu luôn mấy tính tiền nhất, cứ đồng tiền. Ai quên đồng tiền.
vô cùng xa, cùng xa với DC đấy. DC xác nhận chắc là em nghĩ rằng nếu mà có cái này thì một cái buổi mà em đi thì chắc là mấy cái điện thoại là em phải sạc thêm một hai lần nữa, chắc là cái thời lượng mà cái quay một ngày chắc là sẽ nhiều hơn nữa. Giữ lên. Anh cứ làm hết pin thì chạy về thôi. Cái này em xài cho điện thoại. Đi hết pin thì chạy. Di động của em là nhiều. Đi đâu? Di chuyển á anh. Nhắc đi anh. Anh cứ cầu xe đừng có. Không, như là nó có cái. Vậy là chủ yếu cho mình đi đường rồi. là một cái
đi đi bác sĩ con. Rồi nhân là cái ngày sinh nhật của anh sắp tới là ngày mai. Ngày gì cho em biết xác là ngày sinh nhật anh là ngày nào. Cho nên thôi thì cứ nghĩ là ngày hôm nay thì là ngày sinh nhật của anh luôn. Cho nên em nghĩ là ngày Rồi đây, ngày là quà của hình nhớ cái này có sách ảnh trước. Nên bóng cái là dính cái gì đó còn. Bye.
đừng có quấy gì cũng vô. Ủa, trời sao máy nhìn vô đẹp quá. Cái gì? Bự rồi, to quá. Là kia cũng muốn ăn đúng không? Ôi, cho mày qua. Thôi, qua.
em có hỏi ý kiến với anh chị là này, ví dụ các anh chị thấy là bọn em anh chị có góp ý gì để cho bọn em thực hiện những các cái video clip tiếp theo mà nó phù hợp hơn, thì anh Trung và anh Andrew thì có cái góp ý gì đấy để tụi em thực ra thì cũng không có góp ý gì đâu, nhưng như cũng tốt, coi là mình đi giống như là muốn là ý thích sở thích, anh nói có yếu tố rất hay, tức là ngoài việc coi là cái thông tin và cái hay là giải trí, là phải có yếu tố giải trí và thông tin đưa trong đó. Đúng rồi. Đó thì càng nhiều thông tin thì càng tốt. Vâng. Bây giờ mình hát đi, hát đơn giản, hát về luôn á, hát rồi đổi qua, hát đổi qua đi. Đi cho hát, hát rồi bắt cười thôi. Là càng ngắn lại càng khó. Bạn em muốn là có nhiều các blogger của thế giới nổi tiếng. Là chỉ 5 phút.